Xin chào các anh em, lại là Thế Giới Phẳng đây. Các ông định nghĩa như thế nào về sự may mắn? Là khi đang đi đường thì gặp bưởi, hay là giấu quỹ đen mà không bị vợ phát hiện? Trời ơi, quá là điều bình thường luôn. Còn nếu là tôi sẽ không trả lời, mà thay vì đó thì sẽ cho các ông xem những cái khoảnh khắc mà cứ phải gọi là amazing good job được ghi lại qua ống kính camera. Nào, đã sẵn sàng chưa? Let's go! Thứ nhất, thảm họa băng tuyết. Chỉ từ một cuộc dạo chơi chiều chiều trên dòng sông băng, bỗng chốc biến thành những con người may mắn thoát khỏi thảm họa. Đó là những gì mà hai người đàn ông này đã phải trải qua. Cũng may là họ sớm phát hiện núi băng có dấu hiệu trồi sụt, cho nên là đã khẩn trương di chuyển thuyền ra xa. Chứ không, chỉ cần chậm một giây thôi là đi đời rồi đấy nhá. Thứ hai, chú ruồi tới số. Nếu các ông tự cho mình là một tay xạ thủ chính hiệu, vậy thì các ông đã đạt tới cảnh giới như người đàn ông này hay chưa? Anh ta chỉ việc nằm dưới sàn, cầm cái súng đồ chơi và thế là bùm, chú rùa trên trần đã ra đi vĩnh viễn. Có lẽ sau đoạn clip này, người ta phải ghi danh nó vào kỷ lục Guinness mới phải các ông nhỉ? Thứ ba, cú lộn nhào hoàn hảo. Cô gái này đang muốn thực hiện một màn nhào lộn để ghi lại những khoảnh khắc xuất thần của mình trước khi nhảy xuống hồ. Tuy nhiên chỉ cần gần thêm 1cm nữa thôi thì nó đã trở thành thảm họa rồi. Nhưng mà không, cô ấy đã làm được rồi đấy các ông ạ. Thứ tư, nhiên liệu phun trào. Một vụ phun trào nhiên liệu xảy ra trong nhà máy trông chẳng khác nào núi lửa đang trỗi dậy. Rất may là trong xưởng chỉ có đúng một người đàn ông và may hơn nữa là anh ta đã chạy thoát. Thứ năm, vội quá quên luôn mặc đồ. Các ông ạ, sự vội vàng hấp tấp luôn đem tới cho con người những sai lầm tai hại, đôi khi là cả những khoảnh khắc dở khóc dở cười. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta cũng nên thông cảm cho người anh em này. Một người đàn ông đang chạy xe trong tình trạng nút toàn tập, đã thế lại còn phóng với tốc độ bản thờ nữa chứ. À, hóa ra là bị cảnh sát đuổi đằng sau các ông ạ, bảo sao không vội cho được. Theo các ông, nếu rơi vào trường hợp này thì mặc đồ quan trọng hơn hay là chạy trốn quan trọng hơn? Nhớ để lại comment bên dưới video này nhá. Thứ 6, xe buýt vượt khó. Bất cứ khi nào cảm thấy cuộc sống quá bế tắc thì các ông hãy lấy chiếc xe buýt này ra làm động lực. Mặc dù phải di chuyển qua đoạn đường đèo nhỏ hẹp tới mức nửa sau của nó gần như sắp rơi xuống vực, thế nhưng thay vì bỏ cuộc thì nó đã quyết định đi tiếp. Và thật may là nó cũng đã xa rời cánh cửa tử thần. Thứ 7, đừng đùa với cá sấu. Cá sấu là một loài động vật nguy hiểm và con người hoàn toàn có thể về với tổ tiên chỉ sau một cú đớp của nó. Tuy nhiên, người đàn ông trong đoạn clip lại chọn cách nhảy xuống hồ và bơi lội cùng với chúng. Và đương nhiên là chú cá sấu kia đã dạy cho ông ta biết thế nào là lễ độ. Rất may là người đàn ông cũng đã có phản ứng kịp thời và chạy thoát. Có lẽ là sau sự cố lần này, có cho tiền hay là ủng hộ lọ kim cương, thì ông ta cũng chẳng dám lại gần loài động vật nguy hiểm này đâu các ông nhỉ. Thứ 8, người dọn dẹp may mắn. Ở đây có bao nhiêu người từng đôi lần than thở với công việc dọn nhà? Cho xin cánh tay của các chiến hữu nhé. Tuy nhiên, đó là do các ông không gặp thời mà thôi. Không tin, cứ nhìn người đàn ông này thì biết. Anh ta chỉ đơn giản là trèo lên mái và không cần làm bất kỳ điều gì. Tuyết trên mái lập tức tiêu tan. Đúng là chàng trai vàng trong làng dọn dẹp. Chị em nào cần liên hệ về dọn nhà phụ thì mau điểm danh xuống bên dưới video nhé. Thứ 9, cưỡi cá voi. Các ông không nhìn nhầm đâu. Chính xác là người đàn ông này đang đứng trên lưng một chú cá voi đấy nhé. Ông bà ta nói quả không sai, nam nhi đại trượng phu, ở nhà có thể sợ con sư tử Hà Đông. Thế nhưng mà một khi đã ra ngoài, thì đầu đội trời mà chân đạp cá voi là chuyện quá là bình thường như cân đường hộp sữa câu nghe. Thứ 10, màn lướt ván điệu nghệ. Nếu các ông đang tìm một định nghĩa cho từ ngầu, thì cô gái trong clip sau đây sẽ là một ví dụ. Khi mà cô gái có thể chơi kết hợp bộ môn nhảy dù cộng với lướt sóng ngay trên cát, lại còn bonus thêm cho người xem cặp đảo to tròn thế kia, thì đúng là một màn biểu diễn không thể tuyệt vời hơn phải không nào? 11. Vô tình hay hữu ý. Trong cuộc sống sẽ luôn có những điều vô cùng thần kỳ mà ta cũng không rõ đó là trùng hợp hay sự sắp đặt tuyệt vời của Thượng Đế. Và câu hỏi này chính xác là dành cho một khoảnh khắc này đây. Người đàn ông này sau khi đánh trúng quả bóng chày đã có một màn ăn mừng bằng việc vứt cây gậy ra đằng sau. Nhưng thật ngạc nhiên, nó đứng được luôn kìa các ông ơi. Tới cả chủ nhân của nó cũng vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi mình đã thực hiện được một màn ảo thuật vô cùng đặc sắc này. 12. Người đàn ông sát cá. Các ông ạ, sát gái thì trên đời này có nhiều người lắm. Thế nhưng mà sát cá kiểu thế này thì hỏi có mấy người. Chỉ với một cú nhảy bừa xuống hồ, anh ta đã có thể tiện tay xiên luôn được hai chú cá béo tròn. Những ông nào mà ngồi cả buổi nhưng chẳng mang về được con nào thì có thể đem sách vở qua học hỏi anh thanh niên sát cá kia nhá. 13. Sự trở lại thần kỳ của chai nước. Ông bà ta vẫn hay có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Có lẽ điều này không chỉ đúng với con người mà nó còn ứng nghiệm vào cả đồ vật các ông ạ. Vài chai nước ngọt trong clip sau đây sẽ là một bằng chứng. Cụ thể thì một chai nước trên gian hàng đã đi theo tiếng gọi của luật hấp dẫn mà rơi xuống đất.
Tuy nhiên điều ngạc nhiên là sau khi đã dứt vỏ ra đi thì chai nước này lại tự động quay trở về vị trí ban đầu của mình. Đúng là ảo thật đấy. Nhà thiên tài vật lý nào có thể giải thích được hiện tượng này thì nhớ là comment ngay xuống bên dưới video nhé. 14. Cuộc rượt đuổi với bò tót. Trước giờ ấy, tôi cứ tưởng bò tót chỉ phản ứng với màu đỏ. Thế nhưng mà lý thuyết chỉ là một màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi. Hóa ra bò tót không chỉ ghét màu đỏ mà nó còn ghét màu đen nữa cơ. Không tin thì các ông cứ xem clip này thì biết. Không hiểu vì lý do gì mà người đàn ông này lại lọt vào đường đua bò tót và trở thành mục tiêu của chúng. Rất may mắn là lúc đó thần chết lại đi vắng, cho nên là anh ta có thể an toàn vượt qua sự cố kinh hoàng đó. Nhưng cũng phải công nhận là bản lĩnh của người đàn ông này khá lớn. Chứ phải tôi thì chỉ còn nước mà tè ra quần thôi các ông ạ. 15. Lớ ngớ vớ cá to. Người đàn ông này đang chơi lướt ván, nhưng xui rủi thế nào anh ta lại lao ngay xuống hồ. Tuy nhiên đó chưa phải đoạn kết cho sự cố này, bởi nó còn kết thúc bằng một chú cá siêu to khổng lồ nữa cơ. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may các ông nhỉ. 16. Trò chơi nói không với người ít tóc. Mỗi trò chơi sẽ dành cho những đối tượng khác nhau, và đương nhiên nó cũng loại trừ một vài đối tượng. Còn riêng trò chơi này lại được chỉ định cấm người nào ít tóc. Cụ thể thì hai cô gái này đã rủ nhau chơi trò tàu lượn siêu tốc, trong khi cô bạn bên trái thì không vấn đề gì, nhưng còn cô bên phải thì mái tóc đã theo gió cuốn đi mất rồi. Vậy nên bài học cho những ai ít tóc mà lại thích chơi mạo hiểm thì tốt nhất là nên cất bộ tóc giả ở nhà đi nhé. Và cuối cùng là một khoảnh khắc chạm ngưỡng sinh tử đối với những kẻ thích trêu đùa tử thần. 17. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Câu ạ, dẫu biết những kẻ đam mê chụp choẹt thì đi tới đâu cũng phải dắt túi 100.000 tấm ảnh mang về. Đã thế lại còn trông phải nghệ nghệ một tí mới ưng cơ. Tuy nhiên cũng chính vì sự cầu toàn của giới săn ảnh ấy đã tạo ra những khoảnh khắc hốt cả hên. Theo đó thì ông thợ ảnh này đang cố gắng để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về một chiếc máy bay đang cất cánh. Tuy nhiên anh ta còn không để ý tới việc giữ khoảng cách an toàn với nó. Và thế là chỉ cần chậm một giây nữa thôi, có lẽ anh ta đã bay màu luôn cùng với chiếc máy bay kia rồi. Và đó là những khoảnh khắc khó tin và có thể nói rằng vượt quá giới hạn của con người. Các ông thấy ấn tượng nhất với khoảnh khắc nào thì nhớ để lại comment trong phần bình luận bên dưới video nhé. Ngoài ra đừng quên ủng hộ người anh em thiện lành này bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại 500 anh em trong các series soi và mói tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye!